Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là mùng 4 Tết ở Việt Nam đã là mùng năm và mùng 4 Tết này lại một cái tin không vui cho giới nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ đã ra đi vào ngày mùng 4, Tết à, nhâm dần. À, sau một thời gian dài, người nữ nghệ sĩ này đã chiến đấu với căn bệnh của mình. Uhm, thành thật xin chia buồn cùng với lại gia đình của nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, <laughs> nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời vào mùng 4 Tết sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời khiến ai nấy đều bàng hoàng. Vào lúc 23 giờ 30 mùng 4 Tết, tức là 4 tháng 2 dương lịch, nghệ sĩ Hoàng Lan đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trước khi qua đời, Hoàng Lan xuất hiện triệu chứng khó tiêu, sau đó phải nhập viện cấp cứu nhưng đến khuya Cùng ngày thì không qua khỏi. Bà đã mất tại căn nhà thuê ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng thọ 63 tuổi. Nghệ sĩ Hoàng Lan mắc bệnh suy thận vào năm 2011 đến năm 2016. Cố nghệ sĩ bị thêm chứng Parkinson. Cột sống giảm tĩnh mạch Biến chính khiến cho bà hỏng bên một mắt. Theo chia sẻ của người thân, trước khi qua đời. Nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định xin ở nhà hẳn vì số tiền khám chữa bệnh đã gần như đã hết. Nữ nghệ sĩ chỉ có thể nằm một chỗ, phần lưng lại phải bị hoại tử, các cơ tay chân bị co quắp. Không vũ thẳng được do ảnh hưởng chứng bệnh Parkinson. Ngày càng nặng, bà cũng nói chuyện rất là khó khăn. Nghệ sĩ Hoàng Lan thuê một căn chung cư ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để tiết kiệm chi phí. Nữ nghệ sĩ từng dự tính tìm căn trọ khác với mức giá rẻ hơn, khoảng 2 triệu đồng. Nhiều chủ trọ đều từ chối vì biết hoàn cảnh bệnh tật của bà, sợ có tin xấu, sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959, bà từng là thành viên của đoàn kịch nói của Long Giang. Lúc còn khỏe mạnh, Nghệ sĩ Hoàng Lan từng tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Mưa Nắng, Lan Sipo, Má Mì và Cổng Mặt Trời Vâng, kính thưa quý vị, mình cũng có xem một lần trên uh, Hát Mãi Ước Mơ Và có xem một người hát để uh, giúp cho nghệ sĩ Hoàng Lan Trong những ngày mà chị bệnh khó khăn á uh, À, mới đây thôi mà mình không ngờ rằng là nữ nghệ sĩ đã ra đi rồi hình như là năm 2021 và trước đó nhiều người nghệ sĩ và ca sĩ đã ra đi trong cái chứng bệnh covid 19 không các bạn ha à? và đầu năm nay là người Hoàng Lan là nghệ sĩ người ra đi trong ngày mùng 4 Tết thành thật xin chia buồn cùng với uh, gia đình của nghệ sĩ và trong làng nghệ thuật sân khấu lại mất đi một người nghệ sĩ nữa. <laughs> uhm, vâng kính thưa quý vị, thì uh, có một cái, cái 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 tin nữa mà mình muốn chia sẻ đó là tài tử thương tính. Có nhiều người lại thắc mắc rằng là, là tài tử thương tính giờ sống ra sao? sau khi người giúp đỡ cuối cùng của người nghệ sĩ này cũng ngoảnh mặt và quay lưng. Theo một thông tin của một tờ báo ở Việt Nam, thì hiện tại những người thân thiết và bạn bè đều không liên lạc được với thường tính. Tài tử được yêu mến và những sự ủng hộ hết mực từ công chúng, thương tính bị mọi người quay lưng vì màn lặt mặt quá tàn nhẫn với những người đã giúp đỡ mình. Cụ thể vào cuối tháng 12 năm 2021, nam tài tử bất ngờ tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng trong chuyện tiền bạc khi đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ cho ông ta. Về sau, nhiều nghệ sĩ khác như Tô Hiếu, MC Phạm Anh cũng quay lưng với ông dù trước đó rất là trân quý và nhiệt tình giúp đỡ cho thương tính. <laughs> khi những người thân quen đều quay xe, thường tính được một mạnh thường quân, à, xin được dấu tên là HN, tạo điều kiện và cho làm shipper tại quán của mình. Người này cũng thường xuyên đăng ảnh bên nam nghệ sĩ để cập nhật tình hình cho khán giả. Tuy nhiên gần đây thì có thông tin là anh HN đã quay lưng với thương tính người quen của tài tử cũng không thể nào liên lạc được với ông ta tuy nhiên thời gian gần đây thì à, nghệ sĩ thương tính gần như là biến mất luôn mà không rõ lý do người tên hn cũng không còn chia sẻ bức hình có mặt thương tính từ điều này đã khiến ai nấy đều nghi ngờ chuyện người giúp đỡ cuối cùng cho tài tử bị động sài gòn cũng bỏ ông ta mà đi Liên hệ với HN, anh từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến thương tính. Tiếp tục gọi cho nam tài tử thì điện thoại của ông ta đã khóa máy. Những người bạn, những người quen biết cũng không ai biết ông ta ở đâu, ra sao. Và cũng cho biết rằng là đã lâu lắm rồi không gặp mặt ông ta. Vâng, cũng như chúng ta đều biết, sau khi Trịnh Kim Chi và một MC đã giúp cho thương tính, kêu gọi uh, Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho Thương Tín. Um, MC thì uh, um, có mở có 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 dẫn vợ của Thương Tín đi mở một cái uh, tài khoản để cho mọi người uh, ở uh, trong và ngoài nước gửi vào cái tài khoản của vợ Thương Tín đó là MC Phạm Anh để giúp đỡ gia đình ông ta trong khi ông ta đang bị đột quỵ thì sau đó chúng ta lại nghe lại là thương tính lại nói rằng là lúc đó tôi đang hôn mê tại sao phải kêu vợ tôi đi làm mở cái tài khoản mà không cho tôi biết thì nhiều người cũng cái đây đây là những cái gì mà người ta nói thì mình cũng chỉ chia sẻ và tường thực lại thôi thì người ta nói lúc đó thương tính đã bị đột quỵ rồi bị ngất xỉu rồi thì làm sao mà thông báo được làm sao mà mà, mà nói cho thương tính biết được cái này là chuyện gấp gáp người ta làm để có để mong rằng nghệ sĩ có một số vốn số tiền trang trải viện phí rồi lo cho gia đình cũng như là trịnh kim chi đã dùng tên tuổi của mình để kêu gọi sự đóng góp của mọi người thì cũng được mấy trăm triệu đó Nhưng sau này thì không biết như thế nào Thương tính và vợ ông ta đã đứng ra Giống như có vẻ hơi tố cáo Trịnh à, Kim Chi à, nhập nhằng về vấn đề từ thiện của ông ta uhm, Cái chuyện này làm cho nhiều người rất là bức xúc Và nhiều người đã, đã quay lưng với ông ta Sau khi đã tố người ơn của mình Phải không các bạn ha Vâng uhm, thì đây là những gì mình chia sẻ trên báo chí mà thôi Còn vấn đề ai đúng ai sai Thì mỗi người có một cái cách, cách suy nghĩ riêng Và mỗi người đều là một ông quan một quan tòa phán quyết cho lương tâm của mình Phải không các bạn? Vâng, cảm ơn tất cả và xin chúc cho quý vị một buổi tối thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.